Ngày 16 tháng 2, một thẩm phán ở New York đã phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ phải nộp phạt 354,9 triệu USD do gian dối về giá trị tài sản ròng của mình với các bên cho vay. Qua đó, khiến cựu Tổng thống này gặp thêm trở ngại pháp lý trong một vụ kiện dân sự có tác động lớn đến đế chế bất động sản của ông. Nhưng có tác động ra sao đến kết quả cuộc chạy đua vào Nhà Trắng là điều chưa ai có thể biết trước. Xin kính chào quý vị. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong phán quyết kết thúc phiên xử gây tranh cãi kéo dài 3 tháng tại Manhattan, thẩm phán Arthur N. Gordon cũng đã cấm ông Trump, ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của Đảng Cộng hòa, đảm nhận bất kỳ cương vị lãnh đạo hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào ở New York trong 3 năm. Ông cũng cấm cựu Tổng thống Trump và các công ty có tên trong vụ kiện được nộp đơn xin vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào được cấp phép ở New York trong 3 năm. Qua đó, có thể hạn chế khả năng nhận được tín dụng từ các ngân hàng lớn tại Mỹ của ông Trump. Thẩm phán Egerton cũng khẳng định sẽ chỉ định một bên giám sát độc lập mà một giám đốc để giám sát hoạt động kinh doanh của ông Trump. Trong động thái phản ứng của ông Trump đã chỉ trích phán quyết nói trên, luật sư biện hộ cho ông Alina Habba cũng khẳng định sẽ kháng cáo. Vụ kiện do Tổng trưởng lý New York Letitia James đưa ra về cáo buộc ông Trump và các công ty gia đình đã thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình lên tới 3,6 tỷ USD một năm trong hơn một thập kỷ để lừa dối các ngân hàng đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn. Thẩm phán Egerton khẳng định ông Trump và những hành vi vi phạm pháp luật trước đây của các công ty của ông là một phần nguyên nhân dẫn đến các hình phạt nặng. Năm 2022, tập đoàn Trump Organization đã bị kết tội gian lận thuế. Ngoài các vụ kiện dân sự, cựu Tổng thống Donald Trump hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong 4 vụ án khác. Các chuyên gia pháp lý nhận định, rắc rối pháp lý mới nhất của ông Trump rất nghiêm trọng, tác động đáng kể đến bản thân cựu Tổng thống cũng như Đảng Cộng hòa. Chiều ngày 13 tháng 6 giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phiên trình diện tòa án liên bang Mỹ ở thành phố Miami, bang Florida, Mỹ. Sau các cáo buộc từ chính phủ rằng ông đã lưu giữ trái phép hàng trăm tài liệu mật khi rời Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters. Tại tòa, ông Trump mặc bộ vest màu xanh dương, đeo cà vạt đỏ và giữ im lặng suốt 47 phút diễn ra phiên tòa. Luật sư của ông tuyên bố cựu Tổng thống không nhận tội. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump ra tòa. Trước đó vào tháng 4, ông đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan, bang New York, truy tố với cáo buộc ông chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels. Trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ông Trump đã bác bỏ các cáo buộc khi ra thành trình diện tại tòa. Kể từ lúc còn tại vị đến khi rời Nhà Trắng, ông Trump đã trải qua nhiều sóng gió pháp lý như hai lần bị luận tội, nhiều lần bị kiện, bị các tội lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, vụ việc lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều vì ông phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở cấp liên bang. Ngày 9 tháng 6, sau cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức công bố bản cáo trạng gồm 37 cáo buộc chống lại ông Trump cho rằng việc ông lưu giữ các tài liệu mật gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Cáo trạng cho rằng ông Trump đã vi phạm đạo luật gián điệp khi lưu giữ một cách sai trái các tài liệu của Lầu Năm Góc. Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, Cơ quan An ninh Quốc gia NSA, Bộ Năng lượng Mỹ và một số cơ quan tình báo khác về những thông tin quốc phòng tối mật của Washington và các đồng minh. Bản cáo trạng dài 49 trang đi kèm hình ảnh các thùng tài liệu được đặt khắp nơi trong dinh thự Mar-a-Lago của ông tại bang Florida. Các công tố viên cũng cáo buộc ông Trump đã ít nhất 2 lần đưa cho những người trong câu lạc bộ chơi golf của ông xem các tài liệu này. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cáo buộc ông Trump âm mưu cản trở cuộc điều tra liên bang và khai man về vụ việc. Ông Quentin Nauta, trợ lý riêng của cựu tổng thống, cũng bị truy tố với cáo buộc hỗ trợ ông Trump cản trở cuộc điều tra. Các chuyên gia pháp lý nhận định vụ kiện sẽ là một thách thức lớn cho ông Trump và nhóm pháp lý của ông. Ông Duncan Levin, cựu công tố viên liên bang của Bộ Tư pháp Mỹ, nói với tờ New York Post rằng vụ việc lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với cáo buộc dùng tiền bịt miệng vào hồi tháng 4. Cùng ý kiến với ông Lewin, ông Justin Danny Lewis, một cựu công tố viên liên bang khác, nhận định đây sẽ là một trận chiến khó khăn cho cựu tổng thống và đội ngũ pháp lý của ông. Giáo sư luật Claire F.
Finkelstein của Đại học Pennsylvania, Mỹ lưu ý cáo buộc về hành vi cản trở điều tra trong bản cáo trạng của ông Trump là nghiêm trọng hơn cả. Bà giải thích với đài ABC News rằng chính phủ liên bang luôn để tâm đến các cáo buộc can thiệp trong bất kỳ cuộc điều tra nào. Theo phó giáo sư luật Vida Johnson, Đại học Georgetown, Mỹ, đây là loại tội phạm cổ điển mà việc che đậy tồi tệ hơn hành vi phạm tội. Với việc ông Trump tuyên bố không nhận tội, vụ án sẽ bước vào giai đoạn tố tụng trước khi xét xử. Phiên tòa kế tiếp có thể sẽ diễn ra trong nhiều tháng tới. Theo giới phân tích, đội ngũ pháp lý của ông Trump sẽ tìm cách trì hoãn phiên tòa, có khả năng là cho đến sau cuộc bầu cử năm 2024. Câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là bản cáo trạng trên sẽ ảnh hưởng thế nào đến các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 của ông Trump. Giới phân tích cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của bản cáo trạng, nhưng sự ủng hộ của cử tri đảng Cộng hòa dành cho ông hiện khá vững chắc. Một cuộc thăm dò của Reuters, IFSOS, công bố vào ngày 12 tháng 6 cho thấy 81% cử tri đảng Cộng hòa được hỏi nói rằng bản cáo trạng của ông Trump xuất phát từ động cơ chính trị. Kết quả thăm dò cũng cho thấy ông tiếp tục dẫn trước các đối thủ trong đảng của mình về mức độ yêu thích. Theo đài CNN, ông Trump có thể tận dụng những rắc rối pháp lý như một chiến lược tranh cử, trong đó ông xem mình là nạn nhân của một hệ thống tư pháp bị chính trị hóa. Trên thực tế, ông Trump có vẻ như đang áp dụng chiến lược này. Trong bài phát biểu với người ủng hộ tại bang New Jersey, ngay sau khi trở về từ phiên tòa, ông Trump đã gọi các cáo buộc là giả mạo và bịa đặt, cho rằng Tổng thống Joe Biden và Bộ Tư pháp có hành vi lạm quyền. Họ sẽ thất bại, chúng ta sẽ chiến thắng. Ông nói và lưu ý thêm rằng các tài liệu là của riêng ông và ông có mọi quyền để giữ chúng theo đạo luật hồ sơ Tổng thống. Về phía đảng Cộng hòa, vụ kiện của ông Trump bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc giữa các thành viên trong đảng. Trong khi nhiều thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã lên tiếng bảo vệ cựu Tổng thống trước bản cáo trạng, thì các lãnh đạo tại đảng Thượng viện vẫn im lặng. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy khẳng định sẽ sát cánh cùng ông Trump. Việc một Tổng thống truy tố ứng cử viên hàng đầu của đảng khác là điều vô lương tâm. Ông Joe Biden cũng từng giữ các tài liệu mật trong nhiều thập niên. Tôi và những người Mỹ tin vào pháp quyền sẽ sát cánh cùng cựu Tổng thống Trump chống lại sự bất công nghiêm trọng này, ông viết trên Twitter. Phần mình, lãnh đạo phe đa số ở Hạ viện Steve Scalise cho rằng bản cáo trạng giả tạo này là sự tiếp nối cuộc đàn áp chính trị bất tận đối với ông Donald Trump. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã không bình luận, thậm chí không nhắc tên của cựu Tổng thống trong các cuộc phỏng vấn gần đây. Các cấp phó của ông cũng có động thái tương tự. Ngoài ra, bản cáo trạng của ông Trump cũng đang gây bối rối cho các ứng cử viên tổng thống còn lại trong đảng Cộng hòa. Theo CNN, các đối thủ của ông phải cẩn trọng khi đưa ra phản ứng trước cáo trạng của cựu tổng thống. Việc ủng hộ hoàn toàn các tuyên bố của ông Trump đồng nghĩa các ứng cử viên này đang tự nguyện đưa mình xuống phần điệp khúc trong vở kịch của ông. Ngược lại, việc chỉ trích ông Trump càng không có lợi, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên này. Vì suy cho cùng, ông Trump vẫn là một đảng viên Cộng hòa đang bị chính phủ liên bang của đảng Dân chủ truy tố. Theo CNN, trong bối cảnh vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất của đảng Cộng hòa là ông Trump bị phe Dân chủ nhắm mục tiêu một cách không công bằng, thì các ứng cử viên khác khó duy trì sự chú ý trong cuộc đua trong đảng. Hiện tại các đối thủ của ông Trump như Phó Tổng thống Mike Pence và Thống đốc DeSantis đã lên án việc chính trị hóa Bộ Tư pháp. Phần mình, cựu đại sứ Nikki Haley ban đầu lên án bản cáo trạng, nhưng sau đó thì quay xe chỉ trích ông Trump. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.